Sáng ngày 6 tháng 6, tại Nghĩa trang Liệt sĩ huyện Ngọc Hồi, tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 15 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Lào và Campuchia, đường quy tập trong mùa khô năm 2023-2024. Dự buổi lễ có đoàn đại biểu các tỉnh của nước bạn Lào và Campuchia, cùng đoàn đại biểu quân khu 5, các đơn vị trung ương đứng chân trên địa bàn tỉnh Kon Tum, lãnh đạo đảng, chính quyền, đoàn thể tỉnh Kon Tum và đông đảo người dân huyện Ngọc Hồi. Các đại biểu đã bày tỏ lòng thành kính, tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và tinh thần đoàn kết hữu nghị quốc tế cao cả, vì sự bình yên phát triển cho các dân tộc của ba nước láng giềng. Mùa khô năm 2023-2024, với sự phối hợp, giúp đỡ của chính quyền và người dân hai nước bạn, đội K53 tỉnh Kon Tum đã tìm kiếm, cất bốc, đưa về nước 16 hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam. Trong đó, có 15 hài cốt liệt sĩ chưa rõ danh tính, một hài cốt liệt sĩ có đầy đủ thông tin đã được bàn giao cho Ban chỉ đạo 515 tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ truy điệu, an táng tại quê hương của liệt sĩ. Chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động đã được các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Bình hưởng ứng triển khai. Sau 3 năm phát động, đến nay có 1.104 trẻ mồ côi được Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh trực tiếp đỡ đầu, tiếp thêm động lực và chắp cánh ước mơ cho các em hướng đến tương lai tốt đẹp. Trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn còn khoảng 1.142 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, chưa được nhận đỡ đầu, và cũng còn nhiều trẻ em dù vẫn có bố, có mẹ nhưng hoàn cảnh lại hết sức khó khăn, cần tiếp tục được nhận sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ nhiều hơn nữa của cộng đồng và xã hội. Tại diễn đàn Mẹ đỡ đầu đồng hành cùng con năm 2024 vừa được Hội Phụ nữ tỉnh Quảng Bình tổ chức để động viên, biểu dương thành tích học tập và sự nỗ lực vươn lên của các em, tỉnh Quảng Bình đã trao nhiều suất quà cho các em có thành tích xuất sắc, đồng thời huy động các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm đóng góp gần 3,2 tỷ đồng cho quỹ Mẹ đỡ đầu và nhận đỡ đầu cho hơn 300 em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.